Qua cái bài niệm tâm đồ lớn nhĩ thất này á, thì các bạn lưu ý dùm cái chữ lớn. Tại vì sao có nhấn mạnh như vậy? Trước giờ á, thường các bạn cứ hay nói là dày nhĩ, dày thất. Tức là mình quen rồi, từ hồi ra trường cho tới giờ nó cứ mỗi lần đọc đó là cứ nói niệm tâm đồ dày nhĩ hay niệm tâm đồ dày thất. Nhưng mà bây giờ á, thì sẽ phải có một số những cái điểm phân biệt. Ở đây các bạn nhìn cái hình ha, tức là sao nó lại chạy. Trong cái tình huống bên đây, hai cái hình này có gì khác nhau không? Ở đây á, là cái lòng chúng ta thấy giãn rộng ra, và do đó cái lớn này nó gọi là giãn. Còn bên đây á, chúng ta thấy cái thành nó dày lên, và cái lớn này nó gọi là dày. Vậy khi mà lớn là trường tim thì mình phải có phân tích hai tình huống là dày hay là giãn. Ví dụ như là giống như hình bên đây cũng vậy, thì các bạn sẽ thấy nè, lòng này dày hơn so với phía bên đây. Còn bên đây đó thì cái lòng thất phải này thì giãn rộng hơn so với bên đây. Xem với cái hình này có khác đi chút. Chúng ta thấy cái thành thì mỏng, trong khi đó bên đây thành của thất trái dày, bên đây là dày thất trái. Các bạn ơi, các bạn vặn mic đi, nếu còn không sẽ bị nhiễu âm quá. Rồi còn với phía bên đây là mình sẽ thấy cái lòng rộng, và đây là tình trạng là giãn thất. Như vậy á, nói cách khác, tức là khi mà đọc điện tâm đồ thì tùy theo những cái dấu hiệu của dày hay của giãn thì mình sẽ đọc cụ thể. Còn nếu không nhớ rõ thì tốt nhất các anh chị sẽ dùng từ là lớn, lớn nhĩ hay lớn thất, thì nó sẽ bao gồm cả hai. Tức là một cái điện tâm đồ có thể hiện cho mình dày và hoặc giãn các vùng tim. Trước tiên á, là Trang muốn đề cập tới tình trạng là lớn nhĩ. Và khi nói tới tâm nhĩ thì bắt buộc các anh chị phải nhìn hai chữ lão là D2 và T1. Tài liệu thì đã gửi trước rồi nhưng mà không biết là các anh chị có in ra chưa. Và nếu mà có rồi thì sẽ rất tiện nếu mà mình tô highlight lên đây. Tức là tìm nói tới nhĩ là phải tìm vào chuyển đạo D2. Thì chuyển đạo D2 mình thấy giống B là có một đỉnh. Nhưng thật ra đó, nó bao gồm hai pha. Và nửa đầu á, là khử cực của nhĩ phải, nửa sau á, là khử cực của nhĩ trái, và hai cái này đó gộp lại với nhau thì chúng ta sẽ thấy một đỉnh, và cái đặc biệt là đỉnh này phải tù đầu. Trong trường hợp bên đây, hình này đây là pha đầu màu đỏ của lớn của khử cực nhĩ phải, và sau là khử cực của nhĩ trái, và do đó nó ráp lại ra thành chúng ta thấy là một đỉnh. Nhưng trong trường hợp mà nhĩ trái nó lớn thì cái pha sau màu xanh lá cây nè, nó sẽ khử cực dài hơn, lâu hơn. Và do đó chúng ta sẽ thấy bây giờ nó thành hai đỉnh tách bạch rõ rệt, một đỉnh đầu và một đỉnh sau. Thì ta gọi đó là hình ảnh lưng lạc đà của sóng B ở D2. Và cái B D2 này á, thì nó có thời gian rộng là hơn 12% giây. Rồi hai đỉnh này á, nó sẽ cách nhau hơn một ô rưỡi nhỏ. Ở bên màn hình các anh chị thì có bị che bởi hình của các bạn khác không? Đây nhận cái này nó nhỏ xuống hai thì nó sẽ rõ hơn. Hai đỉnh này các anh chị sẽ thấy là cách nhau hơn một ô nhỏ xíu, gọi là khoảng liên đỉnh thì hơn 4% giây. Và một cái tiêu chuẩn tiếp theo của lớn nhĩ trái đó là ở D1 và ABL, hoặc là có sóng Q lớn hoặc có sóng Q nhỏ. Thế là miễn làm sao mà các anh chị thấy có xuất hiện sóng Q, đây là QS hay là sóng Q nhỏ xíu với R trội, tức là đây với sóng Q mà nó ráp với cái pha âm lớn là sóng QS, miễn sao là có sóng Q thôi ở những chuyển đạo ngoại biên bên trái, tức là D1 và AVL, thì cái đó người ta gọi là dấu Sudi Palares trái. Mà trên thực tế lâm sàng thì các bác sĩ thường hay nó ngắn gọn là Sudi Pal. Như vậy thì ở những chuyển đạo ngoại biên thì các anh chị sẽ thấy D2 là B có hai đỉnh đây và cách nhau lưỡng đỉnh là một ô nhỏ xíu. Rồi ở những chuyển đạo ngoại biên bên trái, tức là D1, các anh chị còn nhớ là trong lục trục 12 trục thì D1 là nó hướng về 3 giờ, AVL thì nó hướng về 1 2 giờ, thì đây là những cái chuyển đạo hướng về bên trái thì sẽ xuất hiện cái sóng Q. Những cái tiêu chuẩn khác của lớn nhĩ trái, bây giờ mình sẽ nhìn tới chuyển đạo D1. Ta nhắc lại ha, nói tới nhĩ là nói tới B, mà nói tới B là nhìn hai chuyển đạo D2 là ngoại biên và ở trước ngực là V1. Ở V1 này các anh chị hình dung đây, đặt tiền cực ở phía trước là ngực bệnh nhân, và ứng với bên trong này chúng ta sẽ thấy có cái nhĩ phải, đầu tiên khử cực nhĩ phải, vectơ khử cực hướng về V1, do đó tăng số 1 nó sẽ tạo nên pha dương. Sau đó đây là tăng số 2, nó khử cực nhĩ trái, thì đáng lẽ cái thời gian khử cực nhĩ trái chỉ tới đây thôi, bây giờ nhĩ trái nó lớn ra
rất nhiều giày, thành ra thời gian của cực chỉ trái lâu hơn, cái mũi tên của cực chỉ trái các anh chị thấy dài hơn và xa hơn, do đó và nó càng lúc càng đi xa với cái vị trí đặt điện cực. Khi một cái dòng cử cực mà đi xa cái vị trí điện lực cực thì sẽ tạo nên cái pha âm, và pha âm này sâu và rộng hơn một ô nhỏ xíu, tức là dài hơn một ô nhỏ, mập hơn cũng một ô nhỏ, và người ta nhân tích cả hai cái đó lại thì hơn 0,04 giây. Thì đây cũng là một tiêu chuẩn nữa của lớn nhĩ trái. À, các em cũng sẽ thấy trên cái hình này, tăng thứ nhất cử cực chỉ phải, vector cử cực về bên đây, tăng thứ hai cử cực chỉ trái về bên đây. Như vậy mình tỉnh tiến xuống, đây vector số 1 của cực chỉ phải, cái vector của cực chỉ trái đây, mình tỉnh tiến xuống cái này. Như vậy cái vector tổng nó sẽ quét về hướng bên đây, và do đó mình sẽ có trục của sóng B sẽ là từ -30 cho tới -45 độ. Trước giờ các bạn thường quan tâm tới trục phức bộ Crest, và cách tính trục sóng B cũng giống như cách tính trục Crest, nhưng mà mình nhìn ở trên những, nhìn trên sóng B và ở các chuyển đạo ngoại biên thì chúng ta sẽ thấy trục sóng B nó lại về phía bên trái rất là nhiều, do cái vector của cực bây giờ đây vector tổng quét về bên trái, tức là hướng từ -30 tới -45 độ. Nó cũng là một tiêu chuẩn của lớn nhĩ trái trên điện tâm đồ. Tổng thể là những cái triệu chứng mà nãy giờ chúng ta đề cập, thì cái tiêu chuẩn thứ nhất BTS, tức là pha âm sóng B V1 rộng và sâu hơn một ô nhỏ xíu. Ở đây là sâu hơn một ô nhỏ, đây là rộng hơn một ô nhỏ, và hai cái này mà có chung lại thì nó sẽ ra cái tiêu chuẩn ở trên này. Còn tiêu chuẩn B2 là nó có hai đỉnh và cách nhau hơn một ô nhỏ. Hai cái này thì đây là bản thân sóng B nó rập mặt ra, và thời gian sóng B nó dài ra hơn gấp rưỡi, hơn gấp một rưỡi so với cái đoạn BR. Như vậy thì nhiều tiêu chuẩn quá, chúng ta hay quan tâm thôi cái nào dễ coi nhất. Người ta sẽ thấy coi độ nhạy. Trong này các bạn sẽ thấy là tiêu chuẩn nào sẽ dễ thấy nhất nè. Độ nhạy cao nhất là mình sẽ dễ gặp nhất, hay gặp nhất, phổ biến nhất. Thì đây là tiêu chuẩn VTF, pha âm sóng B T1. Thường á, độ nhạy cao nó sẽ đánh đổi với là cái độ chuyên thấp. Tức là, như vậy bây giờ mình sẽ coi cái nào. Nếu mà nó có thì chắc chắn là lớn nhĩ trái, mà không cần phải phân biệt với những tình huống nào khác, thì cái độ chuyên cao nhất lại là cái sóng B 2 pha. Xin lỗi, lại là cái sóng B 2 pha lưỡng đỉnh ở D2 rộng hơn một con nhỏ xíu. Như vậy xác nhập lại ha, thì chúng ta sẽ thấy lưu ý là tìm tiêu chuẩn BD2 và tìm tiêu chuẩn sóng pha âm của sóng B ở V1. Chúng ta sang một triệu chứng thứ hai, đó là của lớn nhĩ phải. Thì trong lớn nhĩ phải á, thì đây tăng thứ nhất của khử cực chỉ phải, tăng thứ hai của cực chỉ trái, đây là hình bình thường. Bây giờ khử cực chỉ phải nó lâu lắm, tại vì nhĩ phải nó lớn, thành ra khử cực càng lâu, và do đó chúng ta sẽ thấy cái mũi tên nó sẽ cao lên và B cao nhọn hơn 2,5. Nếu là nhĩ trái thì nó trải rộng ra, và các em sẽ nhớ cái chữ TR á, lớn nhĩ trái thì sóng B sẽ trải rộng ra hơn 10% giây, hơn 2,5 nhỏ. Còn nếu lớn nhĩ phải thì nó lại cao lên hơn 2,5. Trong tình huống này, chúng ta thấy nhĩ phải nó to, và do đó khử cực nhĩ phải rất là lâu, tỉnh tiến vector khử cực xuống đây. Sau đó khử cực nhĩ trái bên đây, tỉnh tiến xuống đây, thì chúng ta thấy cái trục tổng vector, trục chung của hai cái vector khử cực này sẽ không thay đổi. Do đó trục sóng B sẽ nằm trong giới hạn bình thường, từ 60 tới 90 độ. Nếu hồi nãy mình có nói tới cái Sony Polaris trái, thì bây giờ cũng có Sony Polaris phải, tức là cũng xuất hiện sóng Q. Đây có thể là Q rất sâu, R nhỏ, hay là Q nhỏ, R lớn, hoặc là Q ráp vô S. Thì nói chung, tức là không cần biết cái pha sao của nó là pha âm bao nhiêu gì hết, chỉ cần biết xuất hiện sóng Q, chẳng cần biết Q này sâu hay Q này nhỏ. Thì tất nhưng mà những cái hình ảnh đó xuất hiện ở chuyển đạo V1. Nếu hồi nãy Sony Polaris của nhĩ trái, mình coi chuyển đạo ngoại biên bên trái, thì cái này mình sẽ coi ở những chuyển đạo ngực phía bên phải, ứng với lại lớn nhĩ phải. Và các bạn cũng lưu ý là khi nói tới sóng Q, người ta sợ nhất hay nhầm lẫn nhất với lại Q ngoại tử của nhồi máu cơ tim. Do đó mình chỉ áp dụng cái tiêu chuẩn Sudiban này trong trường hợp không nhồi máu cơ tim. Một dấu hiệu khác của lớn nhĩ phải, các em sẽ thấy ha, đây là nhĩ phải to, nhĩ trái đây. Như vậy thì ở chuyển đạo V1, khử cực từ cái vùng vách liên thất qua cái phần nhĩ phải to ra tới ngoại biên
Với cái chỗ mà mình đặt cái điện cực V1 ở trên thành mực này nè, thì bị cái dòng máu, cái khối lượng máu lớn ở trong nhĩ phải này, thành ra ra biên độ V1 này nhỏ xíu à. Tới V2, V2 là cũng lấy từ vách ly thoát ứng ra đây, nhưng mà ra tới cái vị trí đặt điện cực V2 đây, thì đối qua cái eo của nhĩ và thất không bị cản trở bởi một lượng máu lớn ở trong nhĩ phải, thành ra ra đây V2 biên độ sóng to. Và do đó người ta có một cái đây có cái lỗi đánh máy, có cái dấu gọi là dấu trăng CC, biên độ của phức bột US ở V2 mà hơn 3 lần ở V1, tức là tổng pha âm pha dương V2 mà lớn hơn 3 lần của V1, thì đó là một chỉ điểm của lớn nhĩ phải, là cái dấu trăng CC. Bây giờ nếu lớn hay nhĩ thì chúng ta sẽ tổng kết, à có cùng một triệu chứng của lớn nhĩ phải và nhĩ trái trên cùng một điện tâm đồ. Trước khi sang cái phần lớn thất thì chắc phải nhắc lại với lại các anh chị, hồi nãy Trang có nói nè, chuyển đạo D1 là đây hướng về 3 giờ, chuyển đạo AVL hướng về khoảng 1-2 giờ, thì đây là những chuyển đạo hướng về bên trái. Tất cả những cái gì lớn nhĩ trái, lớn thất trái thì nè, cái dòng khử cực nó sẽ về bên đây, và do đó điện thế ở hai chuyển đạo này sẽ rất là cao. Ứng với lại phía bên chuyển đạo mà cắt ngang 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 người, thì với cái chuyển đạo phía bên trái này thì chúng ta lại có V5, V6 cũng là những chuyển đạo hướng về bên trái. Do đó khi lớn thất trái, dòng khử cực về bên trái thì nó sẽ chiếu về những cái vị trí đặt điện cực này. Do đó các sóng ở phức bộ V5, V6 và bên đây D1 AVL sẽ rất là lớn, đối xứng soi gương. Với D1 AVL cũng như đối xứng soi gương với V5, V6 sẽ là những chuyển đạo phía bên đây. Thì các anh chị thấy, nếu bên đây mà R cao thì đối xứng bên đây sẽ là sóng S sau. Bên đây cũng vậy, nếu R cao bên V5, V6 thì đối xứng soi gương với nó phía bên đây V1, V2 sẽ là S sau hoặc ngược lại. Có một điểm mà các em cũng cần phải lưu ý, AVR. Chuyển đạo AVR nó dương, nó chiếu về vai phải, thì đây là chuyển đạo duy nhất nó nằm ở trong cái vùng này gọi là vùng no man's land, tức là vùng vô định, và do đó nó chiếu về vai bên đây. Thì nếu mà mọi cái trục mà về bên đây dương, ngụ ý tất cả những cái vùng dưới này nó sẽ phải đều là sóng âm, và chúng ta sẽ xem tiếp qua cái phần bên đây. Khi nói tới lớn thất phải thì chúng ta sẽ thấy khử cực thất phải nó sẽ qua từng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta thấy màu đỏ nó sẽ quét tới đâu ha, đây màu đỏ nó sẽ quét hết trong cái vách liên thất. Như vậy cái tăng đầu tiên là tăng khử cực trong vách liên thất, và giờ do đó cái mũi tên nó cũng sẽ đi từ trên xuống. Các bạn sẽ ghi chú ở đây mũi tên số 1 là tăng thứ nhất. Tăng thứ hai mới là khử cực các thành tự do của bên thất phải và thất trái. Thì như vậy cái mũi tên nó sẽ quét qua hai bên. Nhưng mà trong trường hợp nhì thất phải, mình đang nói tới nhì thất phải, thành ra cái khử cực nó sẽ quét về bên đây lâu hơn, dài hơn. Và do đó cái tăng này tăng số 2, kéo mũi tên xuống đây là tăng số 2. Sau đó mới khử cực vùng đáy. Ở đây đó là vùng đáy của thành tự do thất phải. Tức là mũi tên khử cực luôn luôn bước thứ nhất trong vách liên thất, thứ hai qua thành tự do, bước thứ ba mới là vùng đáy thất phải. Và khi quét lên vùng đáy thất phải dày, mũi tên nó sẽ hướng lên trên này, tăng số 3, và đây mình sẽ có tăng số 3. Như vậy thì những triệu chứng của lớn thất phải nó sẽ tùy theo từng vùng. Cái thứ nhất, nếu mà dày cái vùng này, vùng vách liên thất, trong vách liên thất nó sẽ hay lắm các em. Nó sẽ chia ra 1 phần 3 phía bên phải thuộc thất phải và 2 phần 3 phía bên trái thuộc thất trái. Nếu mà dày trong cái thất phải này mà dày cái vùng vách liên thất thuộc thất phải thì dày vùng này các bạn sẽ thấy có triệu chứng tương ứng là cái mũi tên đây nó sẽ đi xuống, thành ra là nó sẽ hướng ứng xuống với cái chuyển đạo D2, D3, AVF. Đây, mình nhìn phía trước, mũi tên đi xuống, tức là ứng với hai cái chuyển đạo phía dưới chân là D2, D3, AVF. Nó sẽ kéo theo ST chân xuống ở D2, D3 và AVF. Cái thứ hai là đây là cái trục giống như quốc lộ 1 của mình đó, trục dễ dẫn xung động từ trên tầng nhĩ xuống tầng thất, mà nó dày thì con đường đi nó sẽ lâu, và do đó các bạn sẽ thấy là phức bột US nó sẽ rộng ra để có hình ảnh của dạng block nhánh phải. Chúng ta sang tới giai đoạn thứ hai, khi dày vùng vách liên thất rồi thì bây giờ tiếp theo là dày bên đây là vùng thành tự do thất phải. Các bạn sẽ thấy nè, mũi tên khử cực sẽ về bên thành tự do rất dài và rất xa, thì nó hướng chiều đạo về bên phải, do đó trục nó sẽ quét về bên phải. Trong khi nếu mà dày cái vùng này thì sao, trục không thay đổi, còn nó dày vùng này, khử cực về vùng này, nó sẽ tạo nên trục lệch phải. Và đây
Các em sẽ thấy là nếu với những cái vị trí đặt điện cực trên thành ngực thì cái này ứng với V1, V2, dòng khử cực ngay về V1, V2 chiếu về vị trí đặt điện cực nào sẽ tạo nên sóng dương ở bên đó, và sóng dương rất cao ở V1, V2 đối xứng sợi vuông với nó phía bên đây, V5, V6 sẽ là sóng âm. Trong bài đầu tiên có lẽ thầy Bình cũng đã nhắc các em là khi mà cái dòng khử cực về ngay vị trí đặt điện cực sẽ tạo nên sóng dương, và nó càng lúc càng xa cái vị trí đặt điện cực thì sẽ tạo nên sóng âm đối xứng sợi vuông. Bình thường ở V1, V2 thì tất cả các sóng âm là ưu thế. Bây giờ xuất hiện sóng dương ưu thế, V1, V2 trội, R hơn là S, và đối xứng sợi vuông là sóng âm S, V5, V6. Điều này, như vậy cái nhất trục là về bên phải, thứ hai R cao V1, V2 và đối xứng sợi vuông S sau V5, V6 là những chỉ điểm của dày vùng thành tự do thất phải. Chúng ta sang tới cái vùng cuối cùng, dày vùng đáy vách niên thất. Đáng lẽ bên trong giai đoạn này thì đáy vách niên thất, đáy của thất trái đã khử cực xong rồi, bên đây chưa khử cực kịp, còn tiếp tục khử cực. Do đó mũi tên khử cực sẽ chiếu về bên đây. Các bạn sẽ thấy nó chiếu về bên đây là lên vùng nào ha? Ứng với phía bên đây. Đó, chiếu về bên đây, nãy Trang nói rồi, vùng vô định. Do đó trục sẽ là thay trục vô định. Và nó chiếu về AVR. Như vậy thì chuyển đạo AVR chúng ta sẽ thấy sóng dương. Bình thường ở AVR quy tắc tất cả các sóng đều âm. Bây giờ mà thấy mức độ Grad dương ở AVR, tức là biết có một cái dòng khử cực bên nó. Như vậy đó chỉ là chỉ điểm của dày vùng đáy thất phải. Và khi mà cái dòng khử cực bên đây thì đối xứng sợi vuông với nó ở dưới này sẽ là những cái chuyển đạo nào? Xuất hiện sóng S. Đây, dưới này sẽ là D2, D3, AVF xuất hiện sóng S. Người ta gọi là, hoặc là cả D1 cũng xuất hiện sóng S, có triệu chứng S1, S2, S3. Và đối xứng sợi vuông với nó dưới này là sẽ có sóng S suốt từ V1 tới V6 do cái dòng khử cực. Do dòng khử cực bây giờ quét về trên này, toàn bộ dưới này từ V1, V6 xuất hiện sóng S và S D1, D2, D3. Như vậy thì điểm lại, đó là làm sao để sau mỗi buổi học á, thì các em đều có thể thuộc luôn. Như vậy thì điểm lại, dày vùng đáy thất phải là cái vùng mới nói xong tức thì. Triệu chứng thứ nhất, trục vô định. Các em có thể là thử liệt kê những triệu chứng còn lại là gì nè, mới nói xong. Đúng, S1, S2, S3 và S xuất hiện suốt từ V1 cho tới V6. Gọi là S precordial, S ở tất cả các chuyển đạo trước ngực. Và ghi R nhỏ S lớn, đó là S này phải biên độ lớn hơn sóng R. Và chữ S in, tức là hơn 5 ly. Triệu chứng tiếp theo, R lớn, tức là R hơn 5 ly. R ưu thế ở chuyển đạo AVR. Và khi mà thật ra ghi DR in, tức là mình hiểu quy tắc là đã hơn 5 ly rồi. Và đối xứng sợi vuông sẽ là có sóng S ở chuyển đạo T1, S sau ở V5, V6. Đó là, và đây đều là tập trung là những cái triệu chứng mà chúng ta vừa phân tích. Như vậy thì còn một cái vùng tiếp theo. Bây giờ dày thành tự do thất phải. Các bạn hình dung lại trên đầu của mình cái hình nãy. Thành tự do ở phía bên hông. Phía bên hông, do đó cái dòng khử cực nó sẽ chiếu về bên hông. Do đó trục nó sẽ làm sao nè. Cái thứ hai, nó chiếu về bên hông, tức là nó sẽ chiếu về cái vị trí đặt điện cực ở ngoài là V1, V2. Do đó sẽ có R lớn hơn S ở V1, tức là R trội, R cao hơn, R ưu thế. Thì họ ghi như vậy, tức là một cái cách để nói R lớn hơn S. Và do đó, cái triệu chứng siêu lớp đi dông này thì hồi xưa mình có học rồi. Tức là R ở V1 cộng đối xứng sợi vuông với là S ở V1 bên trái sẽ hơn 10 hay rưỡi hay hơn 11 ly. Và RV1 này thì họ ghi in tức là hơn 5 ly rồi. Thì tiêu chuẩn sụp lớp và đòi hỏi cụ thể hơn là tới hơn 7 ly. Mình có nói là dòng khử cực chiếu về hông của thất phải. Do đó trục sẽ là phải 120 độ. Còn một cái vùng cuối cùng là cái vùng đầu tiên nãy mình nói là vùng vách liên thất mà thuộc thất phải. Các bạn hình dung mà nãy Trang có nói vậy. Khử cực trong vách liên thất mà lâu thì thời gian QS sẽ kéo dài, có giảm tốc nhánh phải. Và cái đi trong vách liên thất xuống từ trên xuống dưới, nó sẽ kéo theo SC cũng trên xuống dưới ở D2, D3 và AVF. Thì đây, thời gian khử cực lâu sẽ làm cho phức hộ QS giãn rộng ra, VAT kéo dài, có giảm tốc nhánh phải. Và đặc biệt là đi theo hướng xuống dưới sẽ kéo theo SC trên xuống dưới ở chuyển đạo D2, D3, AVF. Trục thì như nãy mình nói rồi,
đi cái chiều từ trên xuống dưới, trục hoàn toàn không bị ảnh hưởng. À, những cái dấu hiệu khác, hồi nãy giờ mình phân tích nó là những cái dấu hiệu của dày thất, còn cái khác bây giờ giãn thất. Nếu có giãn thất phải thì các bạn sẽ có cái dạng thứ nhất đây, RSR phải ở chuyển đạo V1, V2 là chuyển đạo ngược phải. Còn cái dạng này các bạn dễ hình dung không ha? Nếu có trục lệch phải, tức là cái thành tự do bung ra một bên. Nếu có dạng block nhánh phải, tức là cái vùng vách liên thất bị ảnh hưởng. Như vậy thì mình thấy là hai vùng, một vùng trục lệch phải và một cái vùng tiếp lan nhánh đi cây vách liên thất, hai thành của thất phải đều bị ảnh hưởng hết. Và do đó nó sẽ thể hiện lên triệu chứng là của giãn thất phải. Như vậy khi các anh chị đã đọc có dày thất phải rồi, cái tăng thứ hai là dày vùng nào của thất phải, thì cái tăng thứ ba là có giãn thất phải kèm theo hay không, và cái bước thứ tư có tăng áp phổi không. Tại vì cái tăng áp và mạch phổi nó liên quan rất là chặt chẽ với lại cái lớn thất phải. Như vậy thì nếu SA có trên xuống và T âm ở những chuyển đạo ngược phải V1, V2 thì đó là chỉ điểm có dày thất phải nặng và có tăng áp động mạch phổi. Cho nhắc lại ha, các bước khi đọc, cái thứ nhất là có dày thất phải không, thứ hai có dày vùng nào, bước thứ ba có giãn kèm theo hay không, và bước thứ tư là có tăng áp phổi hay không. Như vậy thì bây giờ test lại cái trên cái điện tâm đồ này, các bạn đọc rồi thấy gì bất thường không ha? À đây, đây nhất các bạn sẽ coi thấy trục. Mình luôn luôn mình lúc 112 bước đọc điện tâm đồ thì các bạn sẽ thấy cái đầu tiên là họ coi trục rồi. Do đó đây nè, D1 âm ưu thế, AVF dương ưu thế. Như vậy trục lệch phải. Và khi trục lệch phải thì nó sẽ có hai tình huống à, lớn thất phải và block nhánh phải. Như vậy thì mình sẽ nhìn tiếp coi đây, các chuyển đạo ngược phải. Khi mình đã thấy trục lệch phải là các bạn sẽ xem liền coi cái lớn thất phải hay block nhánh phải hay không bằng cách nhìn vào những chuyển đạo ngược phải. Thì những chuyển đạo ngược phải này các bạn thấy R ưu thế và đối xứng sơ gương với nó là S ưu thế phía bên đây. Như vậy thì đây là lớn thất phải, mà có vùng nào thất phải ha? Khi trục lệch phải là quét về hông bên phải và có những chuyển đạo V1, V2 cao, chứng tỏ là dày thành tự do thất phải. Như vậy thì mình coi tìm tiếp còn dày vùng nào nữa chăng? Đây, các bạn đang nói tới thất phải, phải là chữ R, do đó mình nhìn chữ right. Và như vậy thì R, các bạn sẽ thấy R bây giờ xuất hiện số R ưu thế. À như vậy đây là dày vùng đáy của thất phải hướng về chuyển đạo AVR. Và do đó đối xứng xoay gương với nó, các bạn sẽ thấy có sóng S1, SD2, SD3 không rõ. Rồi S ở những chuyển đạo trước ngực có không ha? S2, S3, S4, S5, S6 đều xuất hiện sóng S hết. Thì tất cả những đều nói lên là dày vùng đáy thất phải. Còn lại một vùng cuối. Vùng cuối đó là dày liên thất thuộc thất phải. Cách liên thất thuộc thất phải này nãy Trang có nói rồi. Các anh chị thấy cái dọc thử cực nó sẽ đi từ trên xuống dưới, đi dọc theo vách liên thất từ trên xuống dưới, chiếu xuống D2, D3, VF. Do đó nó sẽ kéo theo SD trên xuống ở D2, D3, AVF. Như vậy đây là mình sẽ có cái từ đầu tiên là trục lệch phải, thì mình sẽ thấy đủ các triệu chứng của đi tìm tiếp dấu hiệu của dày ba vùng thất phải. Tiếp theo các bạn coi có giãn thất phải không? Thứ nhất có trục lệch phải, thứ hai có giãn block nhánh phải. Như vậy thì có giãn thất phải đủ tiêu chuẩn, tức là thất phải vừa dày cái tha thành, vừa giãn cái lòng. Và cái yêu cầu tiếp theo là mình coi có tăng áp phổi hay không. Thì các bạn nhìn thấy cái mũi tên này chiếu vô sao? SD trên xuống và T âm, V1, V2. Như vậy đây là có tăng áp động mạch phổi kèm theo. Bước cuối cùng, tức là sau khi đọc hết thất vấn đề thất phải rồi thì các bạn phải coi là à như vậy thì những cái vùng tim liên quan có bị ảnh hưởng không? Lớn thất phải như vậy thất trái hay nhĩ phải, nhĩ trái có bị ảnh hưởng hay không? Gần nhất với thất phải sẽ là nhĩ. Như vậy thì ở đây mình nhìn nói tiếng nhĩ là nhìn vô B. Mà B thì có D2 và V1. B, D2 thì không thấy gì, nhưng B, V1 ở đây các bạn thấy sâu. À, pha âm này nó sâu hơn một ô nhỏ, rộng hơn một ô nhỏ. Đây là tiêu chuẩn của lớn, nhĩ, trái. Rồi vậy là có lớn thất phải, lớn nhĩ trái thì các bạn có thể ước đoán được liền rõ ràng. Với thực tế của nước Việt Nam mình thì cái này thường là của hẹp van hai lá. Chúng ta thêm một cái điện tâm đồ thứ hai, các bạn sẽ test cái nha. Rồi, cái thứ nhất cũng lại coi cái trục. D1 âm ưu thế, AVF âm.
đã xuất hiện đâu. Khi... các bạn ơi, các bạn vặn mic đi để đừng có gây nhiễu âm, âm thanh của các bạn nó len vào trong lớp luôn rồi. Ở đây B1 âm, ABF âm. Như vậy thì trục của mình ở vùng vô định. Và vùng vô định thì ở đó có chuyển đạo nào nè? AVR. Các bạn sẽ coi liền. Vùng vô định là vùng của thất phải lớn, vùng đáy thất phải. Nhưng mà mình sẽ coi đây, AVR đúng là có dương rồi, có lớn vùng đáy thất phải rồi. Thì coi có đối xứng soi gương của nó sẽ là có S1 nè, S2 rồi. Và chúng ta sẽ coi tiếp cái vùng còn lại. Thì thấy nhìn liền chuyển đạo ngược phải, RKV1. Đối xứng soi gương với mình là có S sau V6. Như vậy là có dày vùng nào nữa? Vùng nào mà ứng về quét về V1 thành tự do thất phải có dày. Mũi tên màu xanh lá cây này để nói lên là dày vùng đáy thất phải. Và như vậy thì mình tìm tiếp coi có dày vùng vách niên thất không. Chúng ta sẽ thấy là có dạng block nhánh phải QR, VAT có dạng rộng hơn một ô nhỏ xíu. Như vậy đây là có, nếu mà hồi nãy bên kia đó cái vùng vách niên thất là mình thấy ST trên xuống ở D2, D3 thì đây mình không thấy trên xuống, nhưng mà mình có một cái triệu chứng khác bớt phát để nói lên dày vùng vách niên thất, đó là VAT rộng. Vách niên thất mà nó dày thì thời gian khử cực nó sẽ lâu, do đó chúng ta sẽ thấy phước bộ của S ở đây giãn rộng từ đầu phước bộ của S tới đỉnh xuống hơn một ô nhỏ là có. Tiếp theo có dạng có tăng áp động mạch phổi không nè. Hai mũi tên này chỉ dữ gì? Chúng ta thấy S trên xuống ở V1 V2 chứng tỏ có tăng áp động mạch phổi kèm theo. Và hồi nãy rút kinh nghiệm rồi, có lớn thất phải thì đi tìm có lớn nhĩ không, và lớn nhĩ bằng cách nếu ở chuyển đạo trước mình coi V1 thì chuyển đạo này mình coi D2. Ở đây các bạn thấy D2 có gì lạ? Sóng B có lớn hơn 2.5 hay không? Nói lên lớn nhĩ phải. Chúng ta sang tiếp một cái phần cuối cùng, đó là triệu chứng của lớn thất trái. Trong lớn thất trái này đó thì nó cũng có diễn tiến 3 giai đoạn nha. Cái mũi tên thứ nhất, thử cực trong vách liên thất. Giai đoạn thứ hai, khử cực thành tự do. Thì khi mà khử cực thành tự do, thất phải khử cực xong rồi, thất trái nó mới nửa vời, tại vì nó còn dày quá. Do đó cái dòng khử cực về bên đây nó sẽ còn tiến triển rất là lâu. Số 2. Rồi sau đó mới khử cực cái vùng đáy. Vùng đáy này trong khi bên phải này khử cực hết vùng đáy rồi, bên trái còn chưa, khử cực tiếp tăng số 3. Như vậy thì tịnh tiến 3 mũi tên này xuống như này, các bạn thấy vector tổng bây giờ sao? Quét về phía bên trái. Như vậy thì cái triệu chứng đầu tiên của lớn thất trái sẽ là trục lệch trái. Và may mắn làm sao, tức là trong cái tiêu chuẩn lớn thất trái nó không có bắt mình phải phân định ba vùng giống như là cái lớn thất phải hồi nãy, mà nó sẽ có những cái hệ thống tiêu chuẩn để các bạn học. Nhưng mà mình nhìn vô đây, triệu chứng thứ nhất là trục lệch về bên trái. Và khi mà quét mũi tên dòng khử cực về bên đây hướng về những cái chuyển đạo này, do đó các bạn sẽ thấy R cao ở V5, V6. Hướng về bên đây nữa sẽ cao ở D1, A, B, L. Và đối xứng soi gương với nó phía bên đây, V1 và V2 sẽ thấy sóng S rất là sâu. Chúng ta từ đó sẽ có những cái triệu chứng riêng. Thứ nhất là thang điểm SS. Thì R hay S chuyển đạo chi, nói như vậy nó sẽ khó. Cụ thể là R ở những chuyển đạo chi bên trái, tức là D1 và AVL, các bạn sẽ chú thích vô. Và đối xứng soi gương với nó sẽ là sóng S sau ở những chuyển đạo chi bên phải là D2, D3 và AVF. Chúng ta tiếp ở chuyển đạo trước ngực. Thì đây những chuyển đạo trước ngực bên phải sẽ là sóng S sau, và đối xứng là những chuyển đạo ngực bên trái sẽ là R cao. Mình hiểu rồi, tại vì cái dòng khử cực chiếu về phía bên trái thành ra sẽ tạo nên sóng dương ưu thế R cao V4, V5, V6. Kèm theo là phải có sự thay đổi CT trên xuống hay là trên lên, thì tùy theo có hay không sử dụng digital mà cái điểm của nó sẽ khác nhau. Bên cạnh đó người ta sẽ nói là nếu có lớn thất trái thì phải có lớn nhĩ trái, và do đó họ đưa vô đây cái tiêu chuẩn BTS mà nãy mình đã có nói tới. Trục đương nhiên là lớn thất trái thì trục là trái được 2 điểm, và thời gian khử cực của thất trái sẽ lâu, do đó phước bộ của S nó sẽ giãn rộng hơn 2.5 nhỏ xíu. Và bên cạnh thời gian của S là thời gian VT, tức là từ đầu của phước bộ xuống kia cho tới đỉnh của R xuống thì nó sẽ hơn 1.5 nhỏ xíu. Thì tùy theo mấy cái điểm này cộng lại, nếu mà 5 điểm trở lên là chắc chắn lớn thất trái, còn lại thì đây là mình nghi ngờ. Thì cái thang điểm này nó hay á,
là tại vì nó kết hợp giữa những yếu tố biên độ, rồi yếu tố hình ảnh, rồi yếu tố chụp, và yếu tố thời gian. Tại vì nếu những tình huống bệnh lý khác, các bạn cộng nhiều yếu tố lại, nhiều yếu tố khác nhau, tức là dựa trên tiêu chí thời gian, tiêu chí hình ảnh và tiêu chí biên độ và tiêu chí chụp, thì nó sẽ ít có cái bị sai số hơn. Một triệu chứng khác là cọp neo, thì đây kết hợp là triệu chứng của R chuyển đạo ngoại biên bên trái với cây xăm S ở chuyển đạo là trước ngực bên phải, thì cái này con số nó sẽ khác nhau tùy theo giới tính. Nếu mà nãy có sodiban ở triệu chứng của nhĩ, thì giờ bên thất cũng có sodiban và các bạn sẽ thấy xuất hiện sóng cư ở những chuyển đạo ngực bên trái. À, Hoisbudic này là một cái đặc biệt, tức là bình thường R trên các điện tâm đồ mình sẽ thấy sóng R sẽ bắt đầu tăng dần lên qua các chuyển đạo trước ngực và cao nhất là V5. Bây giờ các bạn thấy V6 mà vẫn R cao V5 thì cũng là một chỉ điểm của lớn thất trái. Còn những cái tiêu chuẩn xuống lớp ly dông và tiêu chuẩn Scott này thì là dựa vô các R ở những chuyển đạo bên trái và sóng S đối xứng chuyển đạo bên phải, thì những cái này là thời sinh viên á thì mình có học rồi. Nhưng mà nếu đơn thuần dựa vô biên độ thì sai số nhiều lắm, tại vì có khi á là bệnh nhân ốm quá, thành ra là chúng ta thấy cái biên độ sóng nó cao, hoặc có khi âm tính giả, tức là bệnh nhân mập quá, ngực khí nhiều quá, bị khí huyết thủng vân vân, thì những cái sóng này nó không cao nổi, do đó mình sẽ bị âm tính giả. Do đó điểm lại những cái tiêu chuẩn dày thất trái mà theo ESC 2018 thì người ta sẽ có dựa vô cái biên độ điện thế mà có nêu lên đây để các bạn cùng tham khảo. Từ đó tổng kết lại ha, các tiêu chuẩn của lớn thất trái thì người ta lại chia ra là lớn là một chuyện, nhưng bây giờ mình phải coi là nó do dày, tức là do tăng gánh âm thu, thí dụ do tăng huyết áp, co bóp hoài thành nó dày, hay là giãn, thí dụ hở van động mạch phổi chủ thành ra nó cứ trương nở ra hoài, do nó sẽ chứa máu nhiều về nên nó giãn, thì chúng ta sẽ dựa vô cái thứ nhất còn cư hay mất cư. Cái thứ hai, nếu tăng gánh âm thu nó phải bóp đi xuống nhiều thì SC sẽ trên xuống T âm, còn bên đây thì SC trên lên và T dương. Thì đây là những hình ảnh để minh họa cho thấy là tăng gánh thất trái âm thu hay là âm trương, tức là các anh chị sẽ dựa vào cư còn hay là mất, rồi thứ hai là SC trên xuống hay là trên lên. Và như vậy thì trong cái hình này các anh chị sẽ test thử nha. Mình sẽ thấy thứ nhất là sóng R cao ở V1, ở R cao hơn 11mm AVL là chuyển đạo ngực, chuyển đạo ngoại biên bên trái, và R cao bên trái tức là lớn thất trái. Rồi còn tiêu chuẩn nào nữa nè? Thế thứ hai là S V1 cộng với lại R sâu ở V5 hơn 35, thì đây cũng là một tiêu chuẩn biên độ điện thế. Cái tiêu chuẩn tiếp theo các bạn sẽ thấy đó là SC trên xuống ở V5 và V6. Như vậy thì đây là dày thất trái, tức là lớn thất trái do tăng gánh tâm thu. Đó là chưa kể các bạn sẽ thấy trục nha. D1 dương mà AVF âm. Như vậy đây trục lệch trái cũng chỉ điểm cho mình là lớn thất trái. Sang điện tâm đồ tiếp theo, các bạn cũng test thử cái. Bây giờ thì D1 vẫn dương, AVF vẫn dương ưu thế, trục không lệch, thành ra nó không có định hình cho mình biết à có lớn buồng tim nào hay không. Nhưng các bạn sẽ thấy ở đây một cái đập cho mắt chúng ta rất rõ, R rất cao ở V5 và đối xứng sơ vương S rất sâu, số lớp bị dông dương. Mình thấy theo thang điểm SS này thì cái này cũng đã được mấy điểm rồi. Tiếp theo các bạn sẽ thấy bây giờ ở đây lớn thất trái, nhưng mà lớn thất trái này có gì lạ? Có sum Q và T S lên T dương. Vì lớn thất trái này lại là do tăng gánh tâm trương chứ không phải tăng gánh tâm thu giống như trường hợp trước. Đó, T dương cao nhọn. Một điểm tâm đồ tiếp. Ở đây các bạn sẽ thấy D1 triệt tiêu, do đó AVF dương thì đây lại là trục trong khoảng 90 độ, nó không giúp cho mình gì hết. Nhưng mà cái đập vô mắt ở đây các anh chị sẽ thấy có một cái tiêu chuẩn mà nãy đang có nói tới, không biết còn nhớ hay không ha. RV6 cao hơn RV5. Bình thường á là R thấp nhất V1 cao dần lên tới những chuyển đạo trước ngực là V5 rồi thấp xuống V6. Bây giờ V6 lại cao hơn V5, chứng tỏ là đây là có triệu chứng của lớn thấp trái và oxygen xuống tam. Như vậy đi lớn thấp trái tăng gánh tâm thu là dày thấp trái. Tức là ở mỗi cái điện tâm đồ thì nó có rất nhiều những cái tiêu chuẩn mà nãy giờ đã liệt kê cho các anh chị, nhưng mà Trang chỉ nêu ra những cái gọi là nổi bật nhất để cho các anh chị có thể là liếc nhanh một cái điện tâm đồ
thì chẩn đoán được. Đó, tăng gánh tâm thùn, SC trên xuống. Còn trong lớn hay thấp thì các bạn lưu ý á, đó là vừa lớn cấp phải, vừa lớn cấp trái thì có thể làm cho mình không, nó cân bằng điện thế mà thành ra sẽ không thấy được dấu hiệu nào nữa. Nhưng mà có một cái triệu chứng này, hội chứng S5, S thì nó xíu V1, sang S rất sâu ở V2 và S nó hơn 3 lần S V1. Đặc biệt là cái dấu cash for 10, tức là có phúc bộ đồng điện, tức là R bằng với S ở chuyển đạo chi hay là chuyển đạo ngực trung gian là V3, V4 mà tổng của nó cộng lại hơn 50 ly thì cái này nói lên là dày hai thất, thường là gặp trong thông liên thất. Trong trường hợp mà lớn thất và lóc nhánh á, thì người ta có tiêu chuẩn, họ nói là dựa vô nhĩ trái, còn có cái thì nó không không chẩn đoán được. Nhưng mà nếu mà có lóc nhánh phải thì vẫn chẩn đoán được. Các bạn sẽ thấy đây, có sóng S sâu và có R cao ở V5, V6 thì vẫn đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Những cái tiêu chuẩn trong lóc phân nhánh thì Trang liệt kê ra để các anh chị tham khảo. Còn trong trường hợp mà có lóc nhánh phải thì chúng ta lưu ý ha, hai đỉnh R, R phải thì cái đỉnh sau mà hơn 10 hay 15 ly thì đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là lớn thất phải. Thì đây là tổng kê lại những cái triệu chứng của khi lớn nhĩ. Thì các anh chị sẽ coi D2 thì bình thường nhĩ phải và nhĩ trái hay tăng. Nếu mà cái đỉnh sau cao hơn là lớn nhĩ trái, và nếu mà cái một đỉnh cao nhọn thì lớn nhĩ phải. Còn phía bên V1 thì nếu mà bình thường có pha âm, nhưng mà với pha âm này mà sâu rộng thì lớn nhĩ trái, còn cái pha dương mà cao nhọn thì đó là lớn nhĩ phải. Và đây là tổng kê lại những cái triệu chứng của lớn thất trái. Nếu lớn thất trái, dày thất trái quét về V6, R sẽ rất sâu và đối xứng R sẽ rất cao ở V6. Còn nếu mà và do đó đây, bây giờ dày ở đây thành ra R sẽ rất cao so với bình thường. Còn nếu dày thất phải thì dòng khử cực về phía bên phải, do đó chúng ta sẽ thấy là R sẽ rất cao ở những chuyển đạo là V1, còn phía bên đây là ở V6. Bên đây đặt V1, bên đây đặt V6.